chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin hot của FPT Shop Channel. Sau khi lỡ hẹn các bạn vào thứ tư tuần này thì ngày hôm nay Hiếu đã trở lại. Và hãy cùng xem trong lần trở lại lần này thì Hiếu sẽ mang đến cho các bạn những tin tức công nghệ gì nhé. iPhone XR về Việt Nam với mức giá xém rẻ từ 24 triệu đồng. Xiaomi Mi Mix 3 ra mắt, sắp đổ bộ thị trường Việt Nam giá 12,99 triệu. Samsung mang thiết kế tay thỏ lên Galaxy S10. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, trong năm nay thì Apple ra mắt đến tận 3 mẫu iPhone, đó chính là iPhone XS, XS Max và một iPhone nữa là iPhone XR. Trong khi đó thì hai mẫu XS cũng như là XS Max đã được bán ra từ ngày 21 tháng 9 rồi. Tuy nhiên mãi đến ngày hôm nay 26 tháng 10 thì chiếc iPhone XR mới được chính thức mở bán. iPhone XR chia sẻ nhiều tính năng của iPhone XS, trong đó có con chip A12 Bionic mạnh mẽ, màn hình 6.1 inch tay thỏ, Face ID, camera 12 megapixel hỗ trợ Smart HDR. Tuy nhiên vì có giá rẻ hơn, vậy nên iPhone XR cũng sẽ bị cắt giảm một số chi tiết, như iPhone XR sử dụng màn hình công nghệ LCD, vì màn hình bốn cạnh xung quanh sẽ dày hơn so với iPhone XS. Không hỗ trợ 3D Touch, iPhone XR chỉ có một camera đơn. iPhone XR vẫn được trang bị khả năng chụp ảnh xóa phông bằng phần mềm qua chế độ chân dung, nhưng nó chỉ hoạt động với mặt người chứ không hỗ trợ các vật thể như con vật hay đồ vật như trên iPhone XS. Viền của iPhone XR được làm bằng nhôm, không phải là bằng thép như là iPhone XS. Khả năng kháng nước của iPhone XR là IP67, thấp hơn một mức so với IP68 trên iPhone XS. Trong ngày đầu tiên về Việt Nam, iPhone XR có giá xém rẻ là 24 triệu đồng cho bản 64GB, trên khoảng 4 triệu đồng so với giá gốc tại thị trường Singapore. Cũng như các thế hệ iPhone trước, giá của iPhone XR sẽ nhanh chóng hạ khi lượng máy về Việt Nam ngày một nhiều. Vào ngày hôm qua thì Xiaomi đã cho ra mắt chiếc Xiaomi Mi Mix 3 tại thị trường Trung Quốc, và chiếc smartphone này đã ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý, và trong thời gian sắp tới thì nó cũng sẽ đổ bộ vào thị trường Việt Nam với giá bán là tầm khoảng 12,99 triệu đồng. Trên fanpage của mistore.com.vn đã đăng tải thông tin mới rằng siêu phẩm Mi Mix 3 chuẩn bị đổ bộ, đặt hàng ngay để nhận hàng sớm với số lượng có hạn. Giá bán của sản phẩm này từ 12,99 triệu đồng. Có thể đây là phiên bản bộ nhớ 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Mi Mix 3 vừa ra mắt sở hữu rất nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Cụ thể, máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.39 inch với diện tích màn hình lên đến 93,4% bằng cách sử dụng thiết kế camera trượt. Máy sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 845, phiên bản bộ nhớ thấp nhất là 6GB RAM, hệ thống camera kép sau 12 và 12 megapixel, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo AI, chống rung quang học 4 trục và quay video siêu chậm tốc độ 960fps. Ngoài ra, sản phẩm còn có camera selfie kép 24 và 20 megapixel cũng tích hợp AI, sạc nhanh qua cổng USB-C, sạc không dây và chưa rõ viên pin của Mi Mix 3 có dung lượng là bao nhiêu. Trong khi rất là nhiều những cái hãng smartphone khác lại bắt đầu chạy theo trào lưu tay thỏ, thì chúng ta vẫn thắc mắc là tại sao Samsung vẫn không có gia nhập trào lưu này. Và mới đây nhất với chiếc Samsung Galaxy A8s thì Samsung đã ngã hàng một kiểu thiết kế mới để vừa có thể tối ưu màn hình vừa có thể giảm thiểu cái tình trạng tay thỏ. Tuy nhiên theo một cái báo cáo gần đây cho thấy, trong cái thế hệ Galaxy S10 sắp tới thì Samsung sẽ mang thiết kế tay thỏ lên dòng máy này. Một bằng sáng chế được để lên văn phòng bằng sáng chế Mỹ từ tháng 4 năm nay và được xuất bản vào ngày 11 tháng 10, 2018. Ai cũng biết Samsung muốn giới thiệu cả một cảm biến vân tay nằm trong màn hình cũng như các cảm biến dưới tấm nền trên Galaxy S10. Trong những hình ảnh trên đây, có thể thấy một chiếc smartphone với màn hình tràn mặt trước và trên đỉnh màn hình là một phần cắt màn hình nhỏ mà chúng ta vẫn quen gọi là nốt ruồi hay giọt nước. Phần cắt này sẽ chỉ chứa duy nhất camera mà thôi, còn các cảm biến và loa thoại sẽ được chuyển lên phần viền màn hình trên cùng. Điều này có phần mâu thuẫn với những tin đồn gần đây về một thiết bị tràn màn hình với một lỗ nhỏ được khoét ở giữa đỉnh trên màn hình để chứa camera. Ở thời điểm này, chúng ta vẫn chưa rõ thiết kế nào là tốt nhất, phần cắt hay lỗ khoét. Điều chắc chắn là nếu Samsung muốn trang bị cho thiết bị của mình một camera selfie và không muốn có viền màn hình như hiện nay, họ sẽ phải chọn lựa giữa ba thiết kế, phần cắt, lỗ khoét hay cơ chế trượt. Và đó là tất cả những thông tin trong bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe FPT Shop Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.